Thì chào các em, hôm nay thầy giới thiệu các em video kế tiếp. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập về chuyển động thẳng, biến đổi đều. Thì hôm trước là thầy xây dựng video về chuyển động thẳng, biến đổi đều, không nào? Và cuối video thầy có ghi nhận là những cái công thức mà cần nhớ, bao gồm là 6 công thức, không nào? A bằng V trừ V0 trên T nè, V bằng V0 cộng A nhân T nè, S bằng V0 T cộng 1 phần 2 AT bình, V bình trừ V0 bình bằng 2 AS, không nào? Rồi, như vậy thì các công thức này á thì các con tự xem lại ở các video trước nha. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng nhau trả lời các câu trắc nghiệm. Thì ở đây là chúng ta đang trả lời câu số 9 trang 22 sách giáo khoa vật lý lớp 10. Câu 9 nè, chọn câu đúng. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều. B, chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì vận tốc lớn. D, chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng hoặc giảm đều theo thời gian. D, gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương chiều và độ lớn không đổi. Thì trong 4 cái câu này thì chúng ta chọn đáp án á là đáp án nào đây? Câu 9 này nè, là các con chọn đáp án nào? Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều. Cái này chúng ta không thể kết luận được, đúng nào? Gia tốc là gì? Là sự biến thiên vận tốc trong một đơn vị thời gian. Nghe chưa? Rồi, vậy câu 9 á, câu A chúng ta là không có lựa chọn nó ha. Câu B, chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì vận tốc lớn, đúng không? Chưa hẳn. Gia tốc lớn, nhưng mà bây giờ á, gia tốc lớn là gì? Gia tốc là thương số giữa độ biến thiên vận tốc và khoảng thời gian vận tốc biến thiên, đúng không? Gia tốc được đo bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc nè, A nè, bằng delta V nè chia delta T nè, đúng không? Vậy gia tốc lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào delta T nè. Ok chưa? C, chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng hoặc giảm đều. Xin nói luôn, trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì vector gia tốc là không đổi. Vậy câu phù hợp nhất chúng ta chọn đây chính là câu D. Các con đồng ý chưa? 9D. Câu số 10, trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, V bằng V0 cộng A nhân T thì A, V luôn luôn dương, B, A luôn luôn dương, C, A luôn luôn cùng dấu với V, D, A luôn luôn ngược dấu với V. Nhanh dần đều, các con nhớ chắc chắn một điều là A với V nhân nhau ra số dương, có nghĩa là A luôn luôn cùng dấu với V. Câu 10 chúng ta chọn C nha. Câu số 11, công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều? A, V cộng V0. Chúng ta không học công thức nào mà V cộng V0 hết á, đúng nào? Vậy thì cái công thức mà chúng ta chọn lựa ở đây, nếu chúng ta thuộc 6 công thức của thầy, thôi thì để thầy ghi lại cho các con cũng được, phải không nào? Đây, thầy ghi lại luôn chúng ta luôn nè. Công thức số 1 là A bằng V trừ V0 chia T. Ok chưa? Công thức số 2 cũng là công thức 1 đó, V bằng V0 cộng A nhân T. Nhưng mà công thức số 2 là gọi là phương trình vận tốc. Công thức thứ 3 là S bằng V0 T cộng 1 phần 2 A nhân T bình. Công thức thứ 4 là V bình trừ V0 bình bằng 2 AS. Công thức thứ 5 là phương trình chuyển động là X bằng X0 cộng V0 T cộng 1 phần 2 A nhân T bình. Và công thức thứ 6 á, là V trung bình sẽ bằng quãng đường chia thời gian bằng V cộng V0 chia cho 2. Thì công thức thứ 6 này là trong sách giáo khoa chúng ta không có, chúng ta chỉ thấy nó ở trong cái phần xây dựng là lý thuyết, ngay cái phần mà xây dựng công thức quãng đường á, họ có đề cập ngắn gọn là trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì tốc độ trung bình bằng trung bình cộng vận tốc. Ok chưa? 1 2 3 4 5 6 ha. Rồi nói luôn nè, nhanh dần đều
chuyển động thẳng nhanh dần đều. A nhân V là số dương, tức là A nó sẽ luôn cùng hướng với lại là gì? Là V. Còn chuyển động thẳng chậm dần đều á là A nhân V là số âm, có nghĩa là A nó ngược hướng với V. Ok chưa? Như vậy thì thầy vừa nhắc lại các công thức cho các con. Các con nhìn qua ngay chỗ câu số 11, chúng ta chọn ngay đáp án là 11D. Ok chưa? 11D. Rồi các em theo dõi câu 12 nè. Một đoàn tàu rời ga, chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút, tàu đạt tốc độ 40 km/h. A. Tính ra tốc của đoàn tàu. B. Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó. C. Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu sẽ đạt tốc độ 60 km/h. Như vậy bài toán này làm cho một đoàn tàu rời ga, tức là dẫn tốc đầu tiên là V0 bằng 0 nè. Ok chưa? V0 bằng 0 nè. Sau 1 phút là T bằng 60 giây nè, 1 phút là 60 giây. Đạt dẫn tốc là 40 km/h nè. Km/h đổi sang mét trên giây chúng ta chia cho bao nhiêu? Chia 36 nào. 40 nè. Mod 1 ra để xóa bộ nhớ. 40 nè, chia cho 3,6 bằng 100/9 nha. 100/9. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là sau 1 phút đạt vận tốc V là 100/9 mét trên giây. Ok chưa? Như vậy thì đề bài cho V0, cho T, cho vận tốc rồi thì chúng ta tìm được gia tốc đoàn tàu. Phải không nào? Gia tốc đoàn tàu. Vậy câu A rất dễ. A bằng V trừ V0 chia cho T. Phải không nào? Chúng ta thế vô nè, V là 100/9 nè, trừ V0 là 0 nè, chia T là 60 giây nè. Ok chưa? 100/9 trừ 0 là 100/9 đúng không nào? Chúng ta để nguyên 100/9 nè. Chúng ta chia cho 60. Vậy ra 5/27, bấm XD thì nó là 0,185. 0,185. Ok chưa? Như vậy các con đã tìm được gia tốc A bằng 0,185 mét trên giây bình vuông. Đồng ý chưa? Các con có thể để phân số là 5/27 cũng được. Rồi. Như vậy câu A xong ha. Câu B, tính quãng đường đi được trong 1 phút đó. Bây giờ chúng ta có được gia tốc không nào? Chúng ta tính quãng đường S bằng V0T cộng 1/2 A nhân T bình. Vấn đề đây là học thuộc công thức nha. Bằng V0 là 0 thì 0 nhân bao nhiêu cũng ra 0 hết á. Còn lại 1/2 nè. A là nhiêu? 0,185. Rồi nhân với 1 phút là 60 bình vuông. Bấm máy ra. Vậy thì thầy có 1/2 ha. Thầy bấm máy nè. 1/2 nè, nhân với 0,185 nè, nhân với lại 60 bình nè, bằng 333. Như vậy ra là 333 mét. Đây là những bài toán mà có dễ có khó nghe. Chúng ta mới học chương trình lý 10 thì chúng ta làm những bài toán có dễ có khó. Rồi tới những bài ôn tập thì chúng ta có thể làm những bài toán mà nó khó hơn. Khi mà kiến thức nền của các con tốt rồi thì thầy sẽ dạy các con những bài toán khó hơn. Câu C, nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt vận tốc 60 km/h. Lấy 60 mà chia cho 3,6 bằng 50/3. Bảo nào, 50/3. Như vậy thì câu C nè, là cần bao nhiêu thời gian để tàu đạt tốc độ 60 km/h. Như vậy thì sau 60 giây nó đã có vận tốc là 100/9 các bạn nào. Như vậy thì ở đây chúng ta tìm thời gian tiếp tục tăng tốc để đạt vận tốc 60 km/h. Thầy gọi T phẩy đi, bằng V phẩy trừ cho V chia cho A. A không đổi nha. V phẩy là 60 km/h, chia 36 là 50/3, trừ cho V là 100/9 và chia cho gia tốc là 0,185. Các con bấm máy ra coi ra bao nhiêu. Phải không nào? Thầy bấm luôn. Như vậy ở đây trên tử ha, trên tử là nhiêu? Là 50/3 trừ cho 100
phần 9 và chia A là 0,185 bằng SD, thì cái này ra là 30 giây hết các con, 30 giây. Cái câu 12 này á, câu C là khó chứ không có dễ đâu nha. Câu C ta yêu cầu chúng ta tính cái thời gian từ khi nó có vận tốc là 40 km/h. Phải không nào? À, thì cần bao nhiêu thời gian nữa để nó có tốc độ 60 km/h? Nếu các con không gọi T phẩy, các gọi là gọi T1 cũng được, thì này sẽ là V1. Ok chưa? Rồi, như vậy thì bài số 12 qua ha. Bài số 13. Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h. À, con số này giống như lúc trước con nào mới làm bài 12. Như vậy thì đang chạy tốc độ 40 km/h thì chính là V0 là 40 km/h con nào. Mình đổi ra mét trên giây là mình chia cho 3,6 con nào. À, ra 100 phần 9 mét trên giây. Ok chưa? Bỗng tăng ga, chuyển động nhanh dần đều, tìm ra tốc của xe, biết sau khi chạy được 1 km. 1 km tức là S là 1000 m. Ok chưa? Thì đạt tốc độ 60 km/h. Như vậy lúc này là đạt tốc độ là V bằng 60 km/h chia 3,6 sẽ ra là 50/3 m/s. À, như vậy ở đây các con nhìn nè. V không có chưa? Quãng đường có chưa? V có chưa? Như vậy muốn tính gia tốc thì chúng ta dùng công thức số 4, công thức liên hệ hay công thức độc lập với thời gian á, là V bình trừ cho V không bình bằng 2 nhân A nhân S. Phải không nào? Thì các con sẽ suy được A bằng gì? Bằng là V bình trừ cho V không bình chia cho 2S. Cái này là thế số vô là được kết quả thôi. Vậy tương đương là A sẽ bằng V bình là 50/3 bình vuông trừ V không bình là 100/9 bình vuông chia cho 2S. 1 km là 1000 m nha các con. Rồi bấm máy ra. À, chúng ta cùng nhau làm việc này nha, mod 1. Xóa bộ nhớ nha, rồi nhập cho thầy nha. Như vậy ở trên tử sẽ là 50/3 bình vuông trừ cho 100/9 bình vuông. À, V bình trừ V không bình phải không? Chia cho 2 nhân 1000 là 2000. Ok chưa? Bằng. Vậy kết quả của thầy ra là 25/324, bấm SD thì nó ra là 0,077. 0,077 hết các con. Ok. Vậy gia tốc chúng ta tìm được là 0,077 mét trên giây bình vuông. Ok chưa? Rồi như vậy bài số 13 thì không khó khăn gì nha các con. Nhớ là ở đây là km đổi sang mét là nhân cho 1000, còn km/h đổi sang mét trên giây là chúng ta chia cho 3,6 ha. Bài số 14 nha các con. Một đoàn tàu đang chạy tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút tàu dừng lại ở sân ga. A. Tính gia tốc của đoàn tàu. B. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh. Như vậy câu 14 này các con xem này, đề bài cho cái gì nào? Thứ nhất là chúng ta có V0. V0 là bằng bao nhiêu nè? Là 40 km/h. Chia 3,6 nó ra 11,11 m/s. Các con để 100/9 cũng được. Phải không nào? Sau 2 phút tức là 120 giây, T là 120 giây. À, tao dừng lại là V bằng bao nhiêu? Bằng 0. Như vậy thì có V0, có V, có T, phải không nào? Tính gia tốc chuyện nhỏ. Phải nào? A thì bằng V trừ cho V0 chia cho T. À, các con tự thấy số vô nha. Thì nó ra là trừ 0,093 mét trên giây bình vuông. Thôi để thầy kiểm chứng thầy thế tụi con coi nè. Rồi. V0 là bao nhiêu nè? 11,11 phải không? V là 0 phải nào? Ở trên tử sẽ là 0 nè. Trừ cho 11,11 nè, chia cho 120 nè, SD nè, 0,0925 tức là 0,093 nha các con. Rồi, ok. Rồi, câu B.
Bây giờ muốn tính quãng đường phố nào? Các con có thể dùng phương trình độc lập với thời gian cũng được, là V bình trừ cho V không bình bằng 2AS. Ở đây V bằng 0 nên V bình bằng 0 mất rồi, phố nào? Vậy các con sẽ có được S bằng gì? Trừ V không bình chia cho 2A. Ok chưa? Con thế vô nè. Trừ V không bình là 11,11 bình vuông phố nào? Chia 2 nè. A là trừ 0,093. Rồi các con bấm máy coi ớt ra bao nhiêu. Bấm cho thầy luôn nha. Ở trên tử là gì? À, trừ cho 11,11 bình bình vuông của nào. À, thầy bấm máy tính dở lắm. Bình vuông nè, và chia cho 2 nè, chia cho 2 nhân với lại trừ 0,093 nè bằng 663,6. 663,6 m. Như vậy bài toán này chúng ta giải quyết xong ha. Câu số 15. Một xe máy đi với tốc độ 36 km/h. Bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách xe 20 m. Người ấy đạp phanh gấp, đạp phanh tức là thắng lợi các con. Xe đến sát miệng hố thì dừng lại, tính gia tốc của xe. Như vậy bài toán số 15 này cho dữ kiện gì nè? Là vận tốc V0 là 36 km/h chia 36 ra 10 m/s nè. Ok chưa? Cái hố cách xe 20 m, dừng lại kịp lúc, tức là từ lúc thắng đến khi dừng lại là quãng đường sẽ là bằng khoảng cách từ xe đến hố là 20 m nè. Và khi dừng lại là V bằng bao nhiêu? Bằng 0 phải không nào? Được bài toán này cho số đẹp rồi phải không nào? Câu A là tính gia tốc của xe, câu B tính thời gian hãm phanh. Câu này các con tự làm được. Bảo nào? Bây giờ muốn tính gia tốc của xe thì các con nhìn thấy nè, có V0, có V, có S. Chúng ta dùng biểu thức độc lập với thời gian là V bình trừ V không bình bằng 2 nhân A nhân S. Khi dừng lại là V bằng 0 thì V bình bằng 0 mất rồi. Vậy các con suy được là A sẽ bằng trừ V không bình chia cho 2 S nè. Ok chưa? Bằng trừ nè, V không bình là 10 bình nè, chia cho 2 nè, nhân 20 nè. Bảo nào? 10 bình là 100 nè, 100 mà chia cho 40 không nào, ra 2,5. Có dấu trừ nữa là A sẽ bằng là trừ 2,5 mét trên giây bình vuông. Ok chưa? Như vậy thì việc tính gia tốc xong. Câu B, tính thời gian của nào? Chúng ta có phương trình là A bằng V trừ V0 trên T. Chúng ta suy ra T luôn bằng V trừ V0 trên A luôn. Bảo nào? 0 nè, trừ V0 là 10 nè, chia A là trừ 2,5 nè. Các con bấm máy ra được 4 giây nè. Đúng nào? Như vậy thì các con giải các bài tập từ câu số 9 nè đến câu số 15 thì chỉ có câu số 15 là cho số đẹp nhất, không nào? Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta luyện tập tiếp ha. Thầy sẽ lấy tài liệu ra, thầy dạy các con tài liệu khác nha. Mà các con hôm nay chúng ta làm vài câu thôi. Video của chúng ta là hôm nay thầy dừng ở đây đi ha, tại vì thầy còn lên cái kế hoạch là xây dựng video cho lớp 11 và thầy xây dựng video cho lớp 12 nữa, cũng trong buổi chiều hôm nay. Ngày mai hoặc là tức là thứ tư á, hoặc thứ năm, thầy sẽ gửi tiếp video về bài tập chuyển động thẳng biến đổi điều cho các con ha. Hôm nay coi như là chúng ta khởi động, chúng ta làm các câu cơ bản thôi. Hôm sau chúng ta sẽ làm bài khó hơn nha các con. Thầy xin chào các con.